Xin chào cô chú, anh chị và Chào các các bạn. bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái món há cảo nhân tôm thịt nha mọi người. Nhưng mà mình sẽ gói há cảo bằng cái bánh tráng này nè mọi người. Thành gói há cảo bằng cái bánh tráng này. Bánh tráng ướt nha các bạn. Bây giờ thịt này là thịt mà mình băm ra rồi nè. Rồi mình có ướp vô đây là hành, tiêu, tỏi, ớt, đường, muối, nước mắm. À, mỗi thứ một ít rồi. Bây giờ còn tôm thì mình lột vỏ rồi nè mọi người. Mình cắt hạt lựu luôn nè, mình cắt cái hột nhỏ nhỏ ra luôn. Bây giờ mình sẽ cho tôm vào trong với thịt luôn nha mọi người. Tôm thì mình chưa có ướp gì hết, bây giờ mình cho vào chung với thịt rồi mình ướp tôm luôn. Đây bánh tráng À, bà nguội làm bánh tráng ướt luôn. Rồi bây giờ làm tôm mình cho vào trong chung với thịt rồi. Mình sẽ cho vào rồi, trong này là thêm, mình cho thêm là hành với tỏi nữa nha mọi người. Hành lá với tỏi. Lúc nãy tại thịt mình có ướp rồi cho nên là tôm thì mình chỉ ướp thêm một ít nữa thôi. Tiêu. Rồi mình cho thêm một ít bột ngọt nữa. Hạt nêm. Một xíu muối nữa thôi. Rồi, mình sẽ trộn đều cái tôm với thịt lên. Mình trộn lên xong là mình sẽ đem xào cái này nha mọi người. Xào cái nhân cho nó chín luôn. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ xào sơ cái nhân há cảo nha mọi người. Mình bắt chảo dầu lên rồi mình cho tỏi vào nha. Tỏi vàng mình sẽ cho thịt và tôm vào. Tôm với thịt là chín là mình sẽ nhắc xuống nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ gói cái bánh há cảo nha mọi người. Mình sẽ nhúng cái bánh tráng này vô nước cho nó mềm ra nè mọi người. Mình để lên miếng lá chuối rồi mình gấp cái miếng bánh tráng lại như thế này nè mọi người. Mình gấp lại khoảng 2 phần của cái miếng này nha. Rồi mình sẽ cho nhân vào giữa. Đây. Rồi mình sẽ bắt góc này. Đây, bánh tráng mình nó mềm quá luôn rồi đó. Đó, mình sẽ bẻ qua như thế này nha mọi người. Rồi mình gói bánh, nắm đầu này lên. Bắt đầu mình xếp nha mọi người. Mình cứ xếp vậy. Bánh nó dẻo quá cho nên nó hơi dính tay á. Nắm cái đầu này nè, mình kéo lên luôn. Đó, rồi mình sẽ bẻ cái này lại. Đó, rồi thành cái há cảo. Mình gói còn hơi bị xấu, lần đầu tiên làm cho nên hơi bị xấu nha mọi người. Đây, đây là miếng há cảo của mình đây. Mọi người ơi, bây giờ mình gói theo cái cách khác nữa nha mọi người. Mình cũng nhúng ướt bánh tráng rồi tiếp tục là mình gấp cái miếng bánh tráng. Mình sẽ gấp cái bánh tráng vào nửa, khoảng nửa cái bánh tráng như thế này nè mọi người. Bên này mình cũng vậy luôn, mình gấp vào nửa cho nó giáp mí vậy đó. Rồi phía bên này mình cũng sẽ bẻ vào khoảng giữa cái đó. Tiếp theo là đầu bên này mình cũng bẻ vào. Rồi rồi mình sẽ cho nhân vào giữa cái bánh. Mình sẽ lấy bắt cái đầu bên này và đầu bên này nha. Rồi mình lấy bốn cái góc nó.
gắn lại với nhau. Rồi xong. Wow, wow. Rồi đây mọi người ơi, mình xếp nó góc nó lại thôi. Đây, kiểu gói này là dễ làm, đơn giản luôn. Đây mọi người ơi, đây. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ bắt nồi nước sôi lên để mình hấp bánh nha mọi người. Con muốn lấy dĩa tinh cà qua ăn đi con. Mọi người ơi, cái há cảo á mình hấp 5 phút rồi mình lấy ra rồi nè mọi người, mời mọi người cùng ăn với mình nha. Này mình là chấm với nước tương và tương ớt á. Đây mời mọi người. Đây cái há cảo của mình. Đó. Nhìn rất là hấp dẫn nha. Xin mời mọi người cùng ăn với mình nha. Ngon. Ngon quá mọi người. Nhưng cũng ngon mà cái bánh tráng mà mình làm thế bột quá mọi người. Nó hơi dai hơn nha mọi người. Nó hơi dai hơn là cái há cảo mà bình thường á mình ăn. Cái bột mình làm nó sẽ mềm hơn, còn cái này mình làm từ bánh tráng này cho nên cái bột mình nó hơi dai hơn một chút. Mà ăn rất là ngon luôn. Đó. Cho em muội ăn, cho bé muội ăn cái tương cà. Mình sẽ chấm với tương cà. Bé giờ bà muội một cái nha. Con ăn không? Con chào cô chú anh chị và các bạn ơi. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Nói lớn hả? Nói lớn hả? Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Cái món hết cả này rất là ngon mọi người ơi. Mình làm mà khoảng một lạng thịt với một lạng tôm á mọi người. Ôi con, bánh nhân của nó là khoảng một lạng thịt đó là khoảng 14.000, một lạng tôm á là 17.000, là 31.000. Cái nhân của nó 31.000, 31k nha. Với thêm hành tỏi rồi này kia nữa thì hành tỏi tiêu tỏi ớt rồi này kia cho 35k bánh tráng. Rồi một bịch bánh tráng này á mà mình làm có mấy cái à, mình làm có mười mấy cái à, một bịch nó nhiều lắm. Một bịch mấy một bịch bánh tráng 25.000 mà mình làm có mấy cái à mọi người ơi, còn rất là nhiều bánh đây. Đây, rất là ngon luôn. Há cảo làm cắt tóc luôn mọi người. Chỉ cần thịt xay, tôm đó mình cắt nhỏ, thịt thì mình bằm ra, tôm mình cắt nhỏ nhỏ ra. Bắt đầu mình sẽ nêm nếm hành tiêu, tỏi ớt, bột ngọt, đường, muối, hạt nêm. Xong rồi mình xào sơ qua. Rồi mình sẽ có món bánh này luôn. Gói cũng rất là đơn giản luôn. Cái bánh này nó bị bể. Hấp nó chín quá nó bị vỡ ra luôn rồi nè. À cái chỗ này nó mỏng, cái bánh này nó. Đây mời mọi người nha. Đó, rất là dai. Rồi mọi người cùng thưởng thức cái há cảo nhà làm của mình nha. Xin mời. Rất là ngon, hấp dẫn luôn. Đây. Mình chấm vô nước tương cái bánh nó bị mềm ra, nó rớt rớt luôn mọi người ơi. Ngon. Ngon nhưng mà cái đầu này, bánh tráng mình quấn lại hơi nhiều cho nên nó hơi dai một chút nha. Ở dưới này rất là ngon luôn. Ngon quá mọi người ơi. Bà muội ơi, con mẹ cả há cảo với mẹ nè. Còn muội mà muội không có thích ăn mấy cái món như thế này đâu. Mọi chỉ thích ăn khoai tây chiên. Mẹ có cái gì nữa con? Con thích ăn khoai tây chiên với gì? Chứ gà. Gán. Dạ gán KFC.
Ôi, mọi người ơi, rất là ngon luôn á. Mọi người thử làm giống như mình nha mọi người. Ăn rất là ngon luôn, há cảo tự làm ở nhà luôn nè. Các bạn nhớ lấy bánh tráng ướt để làm nha. Làm từ bánh tráng nước luôn. Rồi bạn Mũi ơi, chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Không được. Chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn nha. Bye bye. Chào tất cả mình. Nói gì cơ, con chúc cô chú anh chị và các bạn chúc sao? Chúc cô chú anh chị và các bạn vừa giàu sức khỏe. Vừa giàu sức khỏe là gì nữa? Hay quá ta, biết chúc cô chú anh chị và các bạn vừa giàu sức khỏe. Tại sao nữa? Khỏe mạnh, vui vẻ và may mắn nha. Bye bye. Con bye bye nè, bye bye đi. Bye bye. Bye bye. Rồi, mọi người tắt máy giùm dạ, tắt giùm chị cậu quá.